Hello, chào các bạn, mình là Đức đây. Hôm nay mình có dịp đi trên thành phố á, mình mua ít thực phẩm. Và mình xem thành phố coi ở trên nước Đức là vấn đề dịch bệnh á, là theo tin của truyền thông nước Đức á, là họ thông báo là dịch bệnh đang lây lan nhiều lắm á. Thành ra là chính phủ đóng cửa, phong tỏa. Không có buôn bán gì nữa hết trơn trời, chỉ có cửa hàng thực phẩm là được phép mở thôi à. Để người dân có thể mua bán thực phẩm mà sinh sống á. Bây giờ mình đi vào cửa hàng thực phẩm, mình mua ít xíu thực phẩm rồi mình xem cả thành phố. Nó bây giờ đâu còn buôn bán gì nữa đâu. Trước mùa Giáng sinh bình thường người ta buôn bán dữ lắm á, bây giờ là coi như là không có buôn bán gì nữa. Rồi, bây giờ mời các bạn đi theo mình nha. Bây giờ mình đi đây. Có thể hàng thực phẩm là mở cửa thôi. Mình có tiền nào cũng đóng cửa luôn. Đây, các bạn thấy mấy cái tiệm bán quần áo đóng cửa hết trơn trời rồi. Các cái dân phòng du lịch cũng vậy, đóng cửa luôn. Tiệm hớt tóc cũng đóng cửa luôn. Ở trên thành phố thì người ta bắt mình ai cũng phải đeo khẩu trang trên thể.
Ê, thành phố Đức các bạn ơi, vắng tanh nè. Bây giờ đóng cửa hết trơn rồi. Hình như chính phủ cấm không được phép buôn bán. Chỉ trừ có cửa hàng thực phẩm là được phép buôn bán cho người dân đi mua thực phẩm thôi. Còn tất cả là đóng cửa là hết. Chứ bình thường là trước Giáng sinh gì là thành phố buôn bán tấp nập lắm. Nhưng mà năm nay các bạn thấy không, là nhìn là đóng cửa là hết trơn à. Thành phố rất là vắng người. Mỗi năm Giáng sinh này người ta buôn bán tấp nập dữ lắm. Các cửa hàng đóng cửa hết trơn rồi. Phố vắng tanh luôn. Năm nay Giáng sinh là rất là buồn bã luôn. Các cửa hàng đều đóng cửa hết trơn. Chỉ trừ có cửa hàng thực phẩm là người ta được phép mở cửa buôn bán thôi. Chứ bình thường bây giờ là buôn bán rất là tấp nập luôn. Chợ Giáng sinh. Nhưng mà năm nay là chợ Giáng sinh cũng bị cấm luôn, không có buôn bán gì hết. Vì vấn đề là dịch bệnh đang tăng trở lại. Theo tin tức của chính phủ thì mỗi một ngày khoảng 20 mấy ngàn người bị lây nhiễm. Nhưng mà vaccine thì đã có rồi. Nhưng mà nước Đức tới ngày 27 tháng 12 này nè mới bắt đầu tiêm chủng cho dân chúng. Chứ trước đây bên Anh Quốc cũng có tiêm rồi, bên Mỹ cũng có tiêm rồi. Theo mình đọc trên báo chí thì Trung Quốc cũng có vaccine rồi, nhưng mà họ vẫn đặt bên Mỹ là 100 triệu liều, nhưng mà bên Mỹ thì họ từ chối, là họ nói là nước Mỹ phải lo cho dân trước, tiêm ngừa cho dân trước, rồi sau đó mới tới nước ngoài. Mà nghe nói là họ đặt bên Đức này để họ mua 100 liều. Các bạn thấy cái tiệm kem này mỗi lần đắt lắm, khách đông nghẹt luôn, bây giờ vắng tanh luôn. Đây thành phố buồn ghê không, đóng cửa hết trơn trời.
Tuy nhiên đóng cửa như vậy thì chính phủ Đức sẽ đền bù thiệt hại cho những người tiểu thương, là họ sẽ đền bù 75% cái thu nhập của năm 2019. Công nhân thì thất nghiệp thì đăng ký có tiền thất nghiệp. Đó, vắng lặng hết trơn hết trời rồi. Rồi giống như thành phố chết luôn á. Đây cái tiệm mình cắt tóc, thường cắt tóc bây giờ cũng đóng cửa luôn à. Và bây giờ có buôn bán có hàng thực phẩm cũng ít cái người mua ở đây lắm. Thường thường người ta mua ở trong chỗ các cái trung tâm mà lớn á. Đó là thành phố vắng tanh. Sie wissen schon, dass Sie fragen müssen, wenn Sie Leute filmen. Das ist nicht in Ordnung. Rồi. Mình xin kết thúc cái video đây nha các bạn nha. Rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Rồi, bye bye.